Chúa giáng sinh tại trường chiên thuở xưa, chân gối chân hay nệm em cho vua thiên đàng, vì ngài yêu muôn dân còn đang mê mãi chìm đắm. Yeah.
đã khiến mỗi một chúng con trở nên con của Ngài khi chúng con tiếp nhận Chúa Jesus Christ là Chúa cho đời sống của chúng con. Cảm ơn sự giáng sinh của Chúa Jesus Christ. Bởi sự giáng sinh của Ngài, Ngài đã thay thế, Ngài đã gánh thay thế tội lỗi cho chúng con trên cây thập tự. Vì tội lỗi của chúng con, Ngài đã chịu chết thay cho chúng con trên cây thập tự. Cha ơi, bởi sự chết thay đó mà mỗi chúng con đã tránh khỏi, đã ra khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời, còn cảm là ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì cớ Ngài đã đem tin mừng trọn vẹn cho mỗi một chúng con. Vì cớ Ngài đã ban cho mỗi một chúng con trở nên những người hướng lòng về Chúa, thấy được ánh sáng của chính Chúa Jesus Christ và hiểu biết được Đức Chúa Trời, thấy được con đường mà Chúa đã mở qua Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Ngài nhiều lắm. Cha ơi, chúng con thực sự cảm ơn Ngài vì Ngài đã bẻ cái ách ở trên cổ của mỗi một chúng con, Ngài đã bẻ giải cái gậy trên lưng của mỗi một chúng con, Ngài đã làm cho những kẻ thù địch thối lui ra khỏi đời sống của mỗi một chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Cháu ơi, buổi chiều hôm nay chúng con để thì giờ để nhớ lại tình yêu của chính Chúa Jesus Christ đã ban tặng cho mỗi một chúng con. Trong danh Chúa Jesus Christ, nguyện xin Ngài ban ơn chúc phước cho tôi tớ của Ngài và tất cả dân sự của Ngài buổi chiều hôm nay. Nguyện mỗi một chúng con hướng lòng về Ngài, mở lòng chúng con ra trước mặt Ngài. Cháu ơi, nguyện xin Ngài dùng tiếng hát, nguyện xin Ngài dùng lời của Ngài để phán dạy, để dạy dỗ mỗi một đời sống của mỗi một chúng con. Nguyện lời của Ngài chết ở trong ngay lòng của mỗi một chúng con, hầu cho mỗi một chúng con bởi lời của Ngài đã giấu ở trong lòng của chúng con để chúng con sống đẹp lòng của Chúa Trời. Nguyện xin Ngài ở với chúng con vì danh Ngài là Emmanuel, đấng Chúa Trời ở cùng chúng con. Nguyện xin Ngài hiện diện giữa lòng chúng con trong thời giờ này. Nguyện xin Ngài Đức Thánh Linh của Ngài tự do đi qua đi lại giữa lòng chúng con. Nguyện xin Đức Thánh Linh của Ngài ở trong mỗi một tấm lòng của chúng con phản chiếu sự sáng của Chúa Jesus Christ, hầu cho mỗi một chúng con hiểu và nhận biết Chúa Jesus Christ là chủ, là Chúa trên đời sống của mình. Còn cảm tạ ơn Ngài. Nguyện xin Ngài ban ơn chúc phúc cho tất cả những chương trình kế hoạch của Thánh của Chúa để thờ phượng lời khen Ngài buổi chiều hôm nay. Còn cảm ơn Ngài. Nguyện xin Ngài ở với chúng con. Còn cảm tạ ơn Ngài. Còn những ý cầu nguyện của dân Chúa.
sống. Chúa Giêsu có sự sáng. Sự sống là sự sáng. Khi chúng ta có sự sống của Chúa Giêsu Christ ở trong đời sống của mỗi một chúng ta, thì chúng ta sẽ có sự sáng của Đức Thánh Linh Ngài, sẽ bày tỏ chính mình Ngài cho mỗi một đời sống chúng ta và giúp chúng ta hiểu được Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết được công việc của Ngài, ý muốn tốt lành của Ngài trên mỗi một đời sống của chúng ta. Sự sống, sự sáng hay là vương quốc của Chúa Giêsu Christ là vương quốc của sự công chính, vương quốc của sự trọn lành. Ngài muốn mỗi một chúng ta ở luôn trong vương quốc đó. Là dân của Chúa thì chúng ta phải theo luật lệ của vương quốc Chúa. Và từ trong suốt cả năm nay chúng ta đã nhắc nhở với nhau, chúng ta phải ở luôn trong Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu là đấng có thể sáng tạo mỗi một chúng ta, có thể thay đổi đời sống của mỗi một chúng ta và khiến mỗi một chúng ta trở nên con người mới. Vì lời Chúa chép chúng ta rằng ai ở trong Đấng Christ ấy là người dựng nên mới, mọi sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều thành. Ngài muốn mỗi một chúng ta có sự mới, Ngài muốn phục hồi đời sống của mỗi một chúng ta để mỗi một chúng ta trở nên mới. Chúng ta cảm tạ Chúa vì cớ năm nay chúng ta có được chủ đề là tin mừng trọn vẹn. Nhiều khi chúng ta cũng chưa hiểu hết, chưa thấy hết được cái sự trọn vẹn của Chúa Giêsu Christ dành cho mỗi một chúng ta. Chúa không chỉ nói suông, tại vì Chúa, lời của Chúa là một cái lời có lời sáng tạo. Khi Chúa nói điều gì thì Chúa sẽ làm điều đó. Ngày xưa Chúa nói với người phùng hãy lành thì lập tức liền lành. Nhưng mà hãy đi giữa lời nói của Chúa Giêsu với những công việc mà khi mà Chúa Giêsu nói rồi thì những điều đó sẽ xảy ra. Còn đối với con người chúng ta không có điều đó. Như vậy thì chúng ta là những người bất toàn, chúng ta cần có sự toàn vẹn của chính mình Chúa. Chúng ta cần phải bảo luôn trong Chúa thì chúng ta mới có sự toàn vẹn. Chúng ta cảm tạ Chúa về những điều đó. Cảm tạ Chúa vì năm nay có một sư tổng hội cũng đã đến thăm giáo hạ chúng ta, đặc biệt là năm đối với giáo hạ dân thì các mục sư tổng hội là đến từng điểm nhóm, đến từng chi hội để thăm viếng, và tất cả các tôi tớ của Chúa cũng như dân sự của Ngài, chúng ta có cơ hội để nghe lời của Chúa qua tôi tớ của Ngài. Để chúng ta cảm ơn Chúa về những điều đó, và chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì không chỉ chúng ta nghe làm đủ mà chúng ta cũng cầu xin Đức Thánh Linh của Chúa giúp chúng ta để giữ lời Chúa. Cầu xin Thánh Linh của Ngài chép lời Chúa ở trong lòng của chúng ta. Chỉ khi nào lời Chúa được chép ở trong lòng của chúng ta thì chúng ta mới có thể làm theo ý muốn tốt lành của Chúa. Cầu xin Chúa Thánh Linh ban ơn và chúc phước cho tôi tớ của Ngài trên không phải chỉ dừng lại ở tại giáo hạt Giang không thôi, mà ngày mai tôi tớ của Chúa sẽ phải di chuyển đến giáo hạt Mát, đến giáo hạt Không Muộn, mà lại có sang Luca và thưa Luca nữa. Tại như vậy thì các dân sự của Chúa cũng như con cái của Chúa chúng ta nhớ đến tôi tớ của Chúa để cầu nguyện. Chúng ta cũng thay mặt hội thánh và thay mặt giáo hạt cũng cảm ơn mục sư Đức, cảm ơn sư Thảo và sư Tin cũng đã năm nay sắp xếp được thì giờ để đến thăm hội thánh của Chúa. Và khi các mục sư đến thăm trên hội thánh của Chúa là một cái niềm rất là kinh lệ, cũng như giống mục sư Hùng đã nói, vì cái chủ đề năm nay là trọn vẹn, thì khi các mục sư đến thăm thì đó là cái sự nhớ nhung của các dân sự của Chúa tại đây, có cái sự vui mừng trọn vẹn tại lòng Chúa như trong chi này.